mở mắt ra là có người chửi mình. Cứ mở mắt ra là thấy toàn áp lực, toàn những cái sự tiêu cực xung quanh mình không ạ? Và lần đầu tiên chị cảm thấy là trong mình trống rỗng. Không biết phải làm gì tiếp theo. Không biết là mình phải nên như thế nào. Gần như là tự kỷ vậy ạ. Sau 2 ngày như vậy, chị đã suy nghĩ rất là nhiều. Và bắt đầu chị nghĩ đến chuyện là vì lý do gì mà mình bắt đầu cái đam mê này. 3 năm trước, vì lý do gì mà mình bước chân đến lớp tập thanh nhạc. Và 3 năm qua, mình đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt cho cái việc tập luyện này. Chỉ vì 1 tháng bị mọi người chửi mà mình bỏ hết à?